Hello, chào cả nhà nha. Bữa hôm nay bắt đầu hành trình tiếp sức anh tới trường của Thiện Nguyện Hoa Sen 47. Thì chúng ta mang yêu thương đến cho trẻ em nghèo Cư Ban Thị Esup. Chúc chúng ta có một chuyến đi thật là vui vẻ, hạnh phúc. Chúng ta đoàn kết và mang nhiều yêu thương đến cho các em Esup nha. Hello, chào cả nhà. Như vậy là 300 phần quà chính tặng cho trẻ em nghèo và đội lăng và 700 phần phụ mừng trung thu cho các em đã tới xã Cư Cờ Bang huyện Esup. Tất cả món quà đây là những quà về yêu thương của quý mạnh thường quân gửi đến nhóm Thiện Nguyện Hoa Sen 47 chúng mình và sẽ tặng lại cho các em. Kính chúc các em một mùa thị trường mới đầy đủ hơn, no ấm hơn và hạnh phúc. Qua đây thấy rồi chị.
Mọi người lên ngay giữa trung tâm đây để đón cháu ạ. Cháu mặc áo màu xanh lá cây số 9. Các bạn alo, anh còn thiếu mà. Bà con chúng ta còn thiếu mấy nhận quà đâu mà. Còn ai chưa nhận quà không? Anh còn thiếu mà. Túi nào? Ngoài ra cạnh. Bà con chúng ta còn thiếu này không? Alo. Bạn nào biết hát mình xung phong lên mình hát một bài là được sẽ được tặng một món quà này nha. Rồi các bạn ơi, cho bạn này một tràng vỗ tay nào. À, con tên gì nào? Con mấy tuổi? Thank you.
mãi sang người, còn vang mãi trên cõi đời. Với trái tim nhân ái sang người, còn vang mãi trên cõi đời. À, chào cả nhà, như vậy là nhóm thiện nguyện Hoa Sen thần sứ mệnh là tặng 300 phần quà cho trẻ em đặc biệt khó khăn và 700 phần trung thu cho các em sứ cư cơ bản. Thành công tốt đẹp thì cho Phú đại diện cho Hoa Sen 47 gửi lời cảm ơn đến mạnh thường quân, cánh lãnh đạo xã Hội Chữ Thập Đỏ, xã Hội Thập Đỏ huyện Esup cũng như Hội Đỏ xã Cư Cơ Ban. Kính chúc các mạnh thường quân, cảm ơn đội lăng, cảm ơn tất cả mọi người, chúc tất cả một gì sức khỏe, xin cảm ơn.